Là nịnh đi, đi ra ngoài. Nịnh quá trời nịnh nè. Không rời luôn nghe cái kìa nghe. Đi con. Đi ra ngoài chưa? Đi. Nịnh quá trời nịnh nè. Đi. Không chịu rời luôn đó. Tối nằm trước cửa phòng canh. Đi con. Đi. Ê, đi tiểu. Đi ra ngoài. Đi. Được chơi không? Tiểu rồi. Nịnh quá trời nịnh. Đó, có gì thấy lạnh không? Lạnh tôi bó lại hết trơn. Cây cối rồi tôi bó lại hết. Lạnh quá. Giờ này là âm độ. Giờ này là âm độ Việt Nam nè. Âm độ rồi. Hén con hỉ. Ngỡ tối qua ngủ ngon không? Cứ lợi phòng sư phụ suốt à. Nghe không? Đi. Đi ra tiểu đi. Đi tiểu đi. Đi nữa đi. Đi lần nữa đi lần vô luôn á. Bên đây chủ nhật là không có đi ra ngoài thường đó. Lạnh rung rồi hả? Đi. Đi xuống. Đi. Nịnh lắm. Bây giờ nịnh dữ lắm. Nịnh dữ lắm. Đi đâu là không nghe hơi là bắt đầu la sùm. Đi đi. Đi tiểu đi. Đi nè. Đi thể dục với sư phụ nè. Đi đâu là đi theo vậy đó. Đó có gì coi thấy chưa. Đi đâu đi theo suốt vậy đó hả. Bởi nó khôn lắm nhưng mà nó buồn. Quý vị không. Nó buồn nó không biết làm sao. Chủ nó làm sao đó. Cái đó cũng tội nó. Bởi vậy vì cái nghiệp phải làm cái lòi mà xương sống đi ngang vậy. Tội nghiệp lắm. Nó buồn nó không biết à chủ nó làm sao. Ngày hôm qua à, cái người cháu là cháu của bà cụ á lợi mà nó thấy nó biết quen đó mà nó thấy nó liếc mình là nó không dám làm quen với người ta nghe. À, thì ngày hôm qua cái người cháu của bà cụ đó rằng là ông cụ bây giờ là không coi như là không có cái điều kiện để trở về cái nhà này nữa vì ông cụ rất là yếu. Còn riêng bà cụ đó thì bây giờ sẽ một coi như là từ 10 ngày nữa trở lên thì có thể bà cụ được trở về. Nhưng mà bây giờ bà cụ người ta muốn bà cụ ở Nest Home ở chỗ người già nhưng mà bà nó bà thương con chó. Bà về bà nuôi con chó. Cho nên người cháu của bà lại năn nỉ là tôi giúp dùm cho tới ngày bà trở về. Nhưng mà tôi thấy tình trạng này tôi nghĩ chắc không xong không quý vị ơi. Tại vì bà cụ yếu quá mà bây giờ trời lạnh vậy mà về rồi cũng vô bệnh viện nữa thôi. Nên chắc đây là cũng là món nợ của tôi rồi. Hay món nợ của sư phụ rồi. Đó bây giờ biết nịnh lắm. Bây giờ đi đó rồi đi chơi suốt vậy đó. Tối là ngủ đã. Ngủ một giấc xong là vậy là nằm trước cửa phòng tôi á. Đó coi đó. Giỡn đó, giỡn dữ lắm. Giỡn dữ lắm phải không? Giỡn đi. Đó, cái gì cắn vô giò rồi. Thôi đi vô nè, lạnh quá đi vô. Mẹ tội nghiệp. Thế đó, đi ra cho con chó lớn nó cắn đi. Đi vô. Đó, hôm qua xới đất bắt đầu làm cỏ rồi nè. Bắt đầu ngày thứ hai là ngày mai là xới đất. Đó, tôi trồng thử cây chuối đó, tôi trồng lại cây chuối lại đó các chị thấy không? Trồng mấy cây đu đủ lại nè, coi nó làm sao. Đó, trồng mình kinh nghiệm. Làm thử coi. Giờ này là ở Việt Nam là không độ á thưa quý vị. Không độ nhưng mà đối với tôi thì dường như cũng không đến độ lạnh mấy nha. Tại vì cơ thể con người nó béo rồi thành ra không thấy lạnh mấy. Không độ Việt Nam là 30 giờ là 33 34 độ bên này, có nghĩa là không độ Việt Nam đó. Đâu rồi? Đặt thấy không? Nó lén nó về nhà đó kìa.
cái gì coi kìa, nó lén lên đó, nó nhớ nhà nó kìa, đó thấy không, nó xa xa có gì tôi nhìn nha, để tôi cho quý vị coi nha, tội nó ghê đó. Rồi nó vô nhà nó nè, đâu rồi, nó đi vô nhà nó rồi, chắc không, đó, nó đứng trước cửa nhà nó kìa. Sao con nhớ nhà hả? Nhớ nhà phải không? Rồi giờ đi về hay giờ ở nhà? Ở đó hay đi về? Sao? Bây giờ muốn vô nhà phải không? Muốn vô, tao cho ở đó một mình luôn. Sao? Muốn đi vô phải không? Thôi đi về, đi, về. Đi, go. Go. Tội nghiệp. Nhớ nhà mà không biết làm sao. Thấy không? Go con, đi. Nó về được tới cửa nhà mừng quá mà không biết làm sao, chui vô. Tội không? Nói chứ vậy con chó nó trung thành vậy đó. Nhưng mà rồi bây giờ nó về bản á thì nó có nghĩa là cái não nó không đủ cho con người mình. Khi về bản thì nó có một cái tâm trạng nó sợ sệt, nó sợ mình bỏ nó. Bây giờ về tới nhà nó muốn vô thì nó thấy tội không? Đi con, đi về con. Mới bóp bà chủ con về thì cho con trở về nha. Bây giờ đi trở về bển nha con nha. Đi. Đi về nhà bển. Go. Go. Đi. Đi về nhà bển. Đi. Mau lại. Đi. Đi về bển. Đi. Đi. Tao đập. Tao đập. Tao đập. Đi. Đi về bển. Tao đập rồi. Tao lấy tờ báo tao đập nè. Nè 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 nè. Đi. Đi về bển. Đi. Đi lại. Đi lại. Về. Đi. Không có cụ cơ cụ nhằn gì hết. Đi về nhà. Nhà bên này nhà mới. Đi học. Đi ra đi. Nó làm bộ nó kiếm đường. Nó muốn đi tiêu tiểu. Làm nó nhớ nhà. Nó đó. Thấy tội không? Thấy cũng tội nghiệp. Bởi rồi thấy vậy thấy đời nó không phải mình bi quan chứ thấy thiệt. Rồi giờ bà cụ ông cụ vậy đó, cái gì cây có nhà vậy đó mà giờ vậy đó, thấy buồn. Nó ỉa tiểu tiểu khôn lắm, cũng may là không có tè ở trong nhà cho nên đỡ cho tôi một phần. Chứ gặp mà nó ị trọng là chết nữa. Rồi đi vô nhà, đi vô. Xong rồi đi vô. Đi. Vô. Lạnh quá nè, đi vô nè. Đi. Đi vô. Đi lên. Không có dòm bên nhà cái gì. Ráng đi rồi mới qua chỗ về về tao trả lại. Đi con. Vô nhà. Xin xin. Xe xe. Xe xe. Đi. Đi con, lạnh. Vô lấy cái áo mặc vô. Đi. Tao đập nè. Tao hủi cái gì mà hủi hoài. Đi vô nhà. Đi. Nè 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 nè. Đi vô nhà. Đi hết. Đi vô nhà. Nè nè. Tao quất nè. Rồi lấy cây tao quất nè. Đi vô. Đi vô. Đây nè, tao lấy cây tao quất nè. Đi. Đi vô nhà. Đi. Đi vô nhà. Đi vô nhà. Lại lận. Lại lận. Lại lận. Lại lận. Tao quất nè. Tao quất nè. Quất nè. Leo lên thềm. Mau lên. Leo lên. Tao quất nè. Tao lấy cây tao quất nè. Đi leo lên. Leo lên thềm. Mau lên. Rồi đi ra nhà sau nấu nè. Cho khe cho đi ra nhà sau. Lau chân nè qua. Không chùi chân nhau. Đó đau rồi. Đau rồi. Đau rồi, đau quá trời rồi. Đau không con? Xin lỗi nhỏ nghe. Xin lỗi nhỏ nghe con nghe. Đóng cửa trúng đau con quá hả? Hồi trộn nước nè. Đó. Cái gì đó?
đau quá hả con, xin lỗi nha, xin lỗi làm đau nhỏ nha. Ôi thấy thương quá, tội nghiệp quá, làm đau nhỏ con ha, sao xin lỗi nha. Ai bữa làm ai bữa chạy vô nhanh chi, biểu lao chân rồi mới vô mà không chịu, xin lỗi nhỏ nha. Uống nước kìa, chạm nó chứ con, uống đi, uống nước suối không đấy nghe. Ngồi sạc ơi, sạc ơi, ăn thì ăn ngon, uống suối, thích cưng không? Tới đây đồ ăn cho con ăn nha. Nghiệp đau quá ha, ai mới chạy vô đụng cái cửa. Cũng chạy nữa, cũng đi tìm nữa ha, nó nằm yên đi, nó không có rời mình được nha. Bữa nằm yên, không chịu nằm yên nha. Không chịu nằm yên à. Phải ăn đồ ngon nè. Từ từ. À, đồ này cái nó chơi, đồ này bự cái nó không ngon mà nó chơi thì phải trộn. Phải trộn vô. Nè, đồ ngon nè, nè đồ ngon ra nè, thấy không, ngon là nó thật mặt ra liền. Tôi dở cái chê, ăn đi con, ăn đi, đồ ngon ấy. Rồi bây giờ đi ra không, ta đi à. Nè, đồ này ăn ngon nè. Ăn miếng đi rồi đi chơi. Làm bộ á, chứ không có mình cái ăn á. Làm bộ á, dẫn ai nãy bị đầu cái kinh. Để đi kiếm áo mặc vô. Đi lại đây ta mặc áo vô cho. Đi đây. Rồi ta cho ra ngoài sàn ngoài sau chơi ta nấu. Nay chủ nhật nghe con. Ở đây. Đây ta mặc áo cho. Rung lạnh rung. Lạnh rung á chứ phổ ơi. Nãy đau qua đau chỗ này không? Hả? Nãy đau chỗ nào? Nãy ai cũng chạy nhanh vô một chi. Chạy nhanh vô một chi là cái kinh. Một cái kinh. Một cái kinh thế con ha. Một cái kinh. Đều cần mặc cái này không? Thôi mặc nhiêu đó thôi. Rồi muốn đi chơi thì đi theo. Thằng không thì ở trong đây. Ta đi à, ta đi nha. Ta đi nha. Ta đi. Ta đi. Ta đi nha. Rồi. Về buồn rồi, không cần đi rồi hén. À, đừng nói đi. Tôi đi ra nhà sao? Một hồi kêu là tới số đó. Trời lạnh lẽo mùa đông. Bây giờ nấu cái gì đây ta? Nói cái gì bữa nay chủ nhật đây?
qua nấu canh rồi. Hai bữa nay nấu canh à, nấu canh phai sọ nha. Giờ quý vị với tôi nấu canh phai sọ nha. Canh phai sọ chứ phai mỡ. Nấu canh phai sọ thì bây giờ trước hết mình luộc phai sọ đi. Mình luộc phai sọ cái đã. Mình luộc rồi mình gỡ vỏ ra thì mình nó không có bị ngứa sắc ngứa. Luộc đi nghe, luộc không có phải luộc thì mới thôi. Mình theo lẽ mình rửa cái đi. Đó. Rửa phải sọ, rửa sơ sơ thôi, bởi vì mà hồi mình luộc vỏ mà quý vị. Mà cái luộc cũng không cần luộc chín nữa, tại hồi mình còn nấu lại, quan trọng là mình luộc kìa đằng trên đó. Nó đừng có bị ngứa. Đó, luộc phải sọ. Tôi rửa chén cho rồi nha. Tại cái tập cái gì cũng phải sạch sẽ mới làm được, mày không phải là chén dơ hôm qua đâu. Chén của sáng nè, hồi sáng vậy ăn sáng lúc 4 giờ. Là lạnh quá chưa rửa đây. 3 giờ mà nó đợi nó nằm trước cửa phòng mình rồi. Đó, tối thì nó ngủ sớm. Rồi, bây giờ mình đề nghị Phật tử họ cho củ phai nè, giống Việt Nam không? Họ cho củ phai. Củ phai gì đó, củ phai lăng. Mà tôi nhớ hồi xưa quê tôi thì gọi nó là củ phai lăng. Đằng sau bên đây thì gọi là phai mỡ không ấy. Chứ còn ở nhà ha là đó. Củ phai lăng. Củ phai lăng. Đề nghị Phật tử bữa Phật tử ở Đà Lạt đó cho đó. Không biết tôi đúng ra đó, nếu mà củ phai lăng lớn á là để nguyên dày bào mình rửa rồi mình xắt ra mình nạo. Nhưng mà vì cái củ này nó nhỏ chứ nó có thẹo, vì bên đây á nó bên đây là củ phai lăng á là nó phải màu trắng nha quý vị. Của Mỹ á, còn này củ phai lăng này là kiểu của Việt Nam nè, cho nó màu tím tím nè, mắc lắm á. Ăn những đồ Việt Nam thì mắc lắm, nó có thẹo nè, nó có xẹp cái vỏ nó bớt nè. Nấu với phai sọ nó rất là ngon. Nên nếu mà củ bự á, thì mình sẽ đôi ra mình nạo đó. Chứ còn vậy thì nó mất cái thời giờ. Nhưng mà vì cái củ nhỏ cho nên phải gọt. Ở bên này thì trồng cái củ này thì có thể nó dày là cũng là ấy khá rồi. Chứ còn cái củ phai của Mỹ thì nó màu trắng nó dài. Vì tôi là cái am cho nên không có tín đồ. Không có tín đồ cho nên có hai người dữ lắm rồi. Tuần sau thì có mấy cô ở xa về. Cái chủ nhật cuối tháng thì có một vài cô ở xa về. Lái xe khoảng hơn giờ đồng hồ. Lâu lâu thì có Phật tử ở DC xuống thì lái xe khoảng 4 tiếng đồng hồ. Nó còn tôi ở đây thì mình thuộc quê mùa dốt nát, mình thuộc dân
gió biển, cho nên không có thu hút tín đồ. Để mấy thầy nào khéo léo và thu hút tín đồ, tôi thì không có khéo léo, cho nên cái am vậy thôi. Mấy thầy giờ khéo lắm, khéo mồm, khéo miệng, khéo hành động, khéo cử chỉ, thu hút tín đồ. Tôi thì giỏ biển, thô thiệt. Đó, bây giờ gọt củ phai rồi. Trước mắt là mình nạo nha. Mình nạo được nhiêu còn nhiêu thì mình hãy lấy cái mình xắt nó ra. Bây giờ phải nạo đi. Nạo được nhiêu hay nhiêu đi ha. Đó. Cái đó là ra đó củ phai. Thấy không? Các chị thấy tôi không? Nạo củ phai. Giờ nạo củ phai nè, đó. Không. Bên Mỹ này đàn ông là phải đi chợ nấu cơm. Để chạy là dạy cho mấy em trai, mấy ông chồng còn nhỏ nhín, mấy vị mà phải lo cho vợ con còn nhỏ rồi đó, nhớ mấy cái món này thầy chỉ làm đơn giản vậy thôi. Thì đúng ra món này thì quá dễ, nhưng mà tại cái bọn mày râu với tụi tôi thì không có dễ chút nào. Ở Việt Nam thì tất cả gì nấu nướng là của phụ nữ. Bên Mỹ này thì nó ngược lại chút xíu vậy thôi. Nó củ phai này là củ bún sượng nha quý vị nha. Bún sượng nên nó mới cứng, chứ đúng là phải mỡ thì nó không có. Thôi kệ đi, cái gì hiếm nó quý. Biết tôi thích ăn mấy lâu lâu, thích ăn mấy này. Họ mua nè, mà để dành hôm nay nè. Đó, tại mình nấu cái canh phai sọ cho nên mình không phải cần nó nhuyễn hết. Tại vì mình có canh phai sọ nữa mà. Chứ còn nếu nấu một bình nó không á, thì bắt buộc nó phải là nhuyễn nhừ à. Phải lấy cái dao bầm nó, cái dao đập nó đập bẹp 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 á. Đằng này mình nấu có canh phai sọ cho nên mình không có cần nhuyễn nhừ. Bây giờ khi bào xong như vậy thì các vị biết không, phải nêm nó trước cho nó thấm, chứ còn không có một hồi nó sẽ, nếu mà màu trắng nó sẽ thành màu đen. Nêm chút bột canh nè, chút muối nè, mình gọi là dằn nó đó. Đó, dằn nó trước vậy nè thì nó không có màu đen. Còn nếu nó màu trắng một hồi nó trở thành thâm đen, màu tím nó cũng trở thành thâm đen, thì mình dằn nó đi. Và nó lỡ mà mình đang bận cái chuyện gì ha, mình có khách đó thì mình nấu không kịp á, thí dụ vậy đó, thì mình để này không sao, để này 1-2 giờ đồng hồ không sao. Còn nếu mình không dằn muối, không dằn miếng bột canh á, thì nó sẽ gọi là gì đó, thâm đen đó, thấy không? Ở ngoài đời thì người ta ăn tỏi ăn này kia, còn tôi thì không có ăn đó được. Cái mùi tôi ăn không được, cho nên tôi chỉ nấu đơn giản. Đúng ra thì phải có tàu hũ trắng mà ngày hôm qua, tại vì ông đạo hữu ông quên mua cho tôi, thôi nấu đơn giản đi. Có gì nấu nấy, mình sụt nhà quê mà.
Nhà quê mà có gì nấu nấy nghe, chứ đúng ra là phải có tàu hũ trắng nó mới ngon, rồi có nấm nữa. Mà bây giờ hết mùa này hết nấm rồi, có nấm mà không có đi mua. Niêm của nó đó, cái niêm của nó, cái mùi cho nó thơm là một là rau ôm, hai là rau tầng và lá. Nhưng mà tầng và lá thì mùa này bên đây nó bị không có, cho nên nó ăn dày rồi, thôi thành ra phải buộc lòng niêm rau ôm thế nè. Tầng và lá mùa này nó đó, thấy không, nó nhăn nheo gì hết trơn rồi. Tôi đem cho nhà mà nó nhăn nheo hết trơn rồi, cho nên vậy mình phải niêm bằng rau ôm. Thì đó là cái món vị, cái khẩu vị của nó là như thế. Và có một chút tiêu. Bây giờ nãy giờ tôi luộc phải sọ tới đâu rồi đây, tôi luộc phải sọ tới đâu rồi. Hồi nãy giờ luộc vậy là có thể là nó cũng có lý rồi đó, nó cũng có thể cái vỏ nó mình có thể mình lột được rồi, không cần nó chín hết thì các vị, bởi vì mình nấu canh mà. Đó, luộc phải sọ. À, nãy giờ như vậy thì có thể là nó cũng làm đó. Hôm qua tôi nấu nồi chè nè, để nay cúng Phật nè, phải chưa? Tôi thì không có chuyên gì nấu chè, cho nên không bao giờ mà tôi quảng cáo vụ nấu chè hết á. Tôi nấu chè là không có khéo. Làm tới đâu mình lau dọn tới đó, vậy nó không có ngán. Còn mà làm mà bài nó ngán lắm. Bây giờ rửa rau ôm nha. Ngò ôm quý lắm, nó có chút vậy mà một đồng sáu mấy nè các vị, thấy không? Mùa này nó vậy đó, tới trên mùa, cái mùa tôi trồng đó thôi, nó tùm lum hết trơn thì mình không có ăn, đã không? Bây giờ đi mua một chút gì mà đồng sáu mấy nè, các vị nghĩ sao? Hà tiện xài phân nửa để dành nó bên chua. Đó, rửa hết đi, rửa hết rồi xài phân nửa đi. Lá úa cũng không dám bỏ nữa, đó. Mùa này thì nó đỏ vậy đó. Cần cái mùi vị cho nó thơm. Con chút vậy mà đồng 63 đó, một đô 63 sen đó. Tới mùa mình trồng nó cả đống rồi mà không ăn. Tới mùa này thì lại đi ăn, cho nó đắt đỏ chơi vậy đó. Mình nghĩ động trời vậy đó. Rồi bây giờ mình tắt cái phay sọ nghe, để cho nó nguội đâu mình gọt vỏ nghe. Giờ mình đổ phay sọ ra. Bắt nước trở lên, mày ăn nước sôi mình bỏ cái phải sợi vô. Cái nó uống quá cũng phải bỏ chứ, uống quá thì nói chứ hà tiện thì uống quá cũng phải bỏ. Tiễn thì hà tiễn, nhưng mà cũng phải bỏ một số là úng. Rồi để dành một nấm này đã mới bốc nó kinh chua.
sâu rồi. Nói chung cái đồ nấu canh chua đây nè. Rồi bây giờ lột phải sợ lột phải sợ ngang mình quả cá vô đây. Cái ông lột rất là dễ. Còn hơi nóng một xíu. Lột rất là dễ nha. Cái gì con ớ ớ? Đó nó nghe ngoài này cái nó muốn đi ra nó ớ ớ trong nhà đó quý vị. Nó hứ hứ trọng á. Coi nó đi ra không đây. Cái gì hứ hứ? Đâu rồi? Hả? Đâu? Hứ hứ gì đâu? Cái mày đặc sự quá, đi ra không? Đi không? Nằm đây hứ hứ. Thôi lạnh quá, ở trong nhà đi con ha. Cái sư phụ mà sư phụ nấu nghe. Lạnh quá trong nhà đi nghe. Trưa trưa đi rồi sư phụ cho đi ra ngoài ha. Thấy con ha. Sư phụ mở cái màn cả sáng cho con nghe. Rồi nằm đó đi nghe. Nằm đó đi nha. Đừng có hứ hứ gì nha. Ừ, nằm ôm em ngủ đi. Ôm em em gối bông á. Ừ. Nằm nó hứ hứ vậy đó. Rồi. Trở lại gọt phải xóa tiếp. Sáng nay trời mưa. Nay trời mưa. Đó. Nằm ở trong nó sủa đó quý vị nghe không? Không cho nó. Phải sợ là nó hư hết trơn rồi. Phải sợ nó hư rồi, nó hư nhiều quá rồi.
hết trơn. Nãy mình mua mình đâu có biết được bên trong đâu, có gì thấy không? Để lâu quá, còn tội nghiệp, sau người ta buôn bán người ta cũng kiếm lời buồn gì. Thôi mình mua mình hư thì thôi, ăn hư thì ăn kiểu hư. Hư ăn theo kiểu hư, mình bỏ cái hư mình ăn cái ngon, cũng không có chuyện gì phải trách ta. Ta buôn bán cũng cực khổ lắm, bởi mình thấy thương mấy người buôn bán với một tảo tần, bán ta có lời, nhưng mà dĩ nhiên rồi cũng phải đổ mồ hôi trắng, chứ đâu phải mà dễ ăn đâu. Ở đời này bây giờ làm ăn buôn bán không phải dễ ăn đâu, tội lắm. Không cực thân thì cũng móc ốc cực não, chứ không phải dễ ăn đâu. Nên thôi mình mua về thì mình ta cũng mừng đi, mình cũng hoan hỷ đi, chứ nó hư con nữa rồi. Phật tử gửi qua cho nè, phai sọ nè, thì bên Cali nè nấu nồi phai này mà gồm hai tiểu bang. Phai mã thì ở Texas, phai sọ thì ở Cali. Đó, nấu một nồi phai mà hai tiểu bang. Còn một củ cuối cùng, cái vỏ này đem đổ đang làm phân này, cái gì thế, tôi hà tiện từng cái vỏ luôn á. Phân là mình tròn cho nó tốt. Cứ làm tới đâu mình rửa tới đó thì không ngán. Rồi bây giờ nước bên đây nó cũng đã sôi rồi nè, thấy chưa? Nồi nước bên đây nó cũng đã sôi ục ục rồi đây. Đó. Bây giờ mình để ở đâu rồi, có gì thấy không? Để phay sợi vô. Nhưng mà củ bự thì mình xắt ra làm hai. Đã làm hai là bốn cũng được. Tại cái miệng tôi rộng, tôi sắc làm hai được rồi. Rồi. Cái người mà nấu quen á, không có phải cái gì cũng niêm, cái gì cũng niêm. Như phải sợ nó cũng không có khét, nó lâu khét thì nào nó cạn nó mới khét, thì mình một hồi mình mới đảo thôi, chứ đừng có lấy đảo vô liền 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 nó đóng ra, nó gọi là nó lông hết trơn rồi, nó còn sao kêu bạn gì đổ lông. Đợi chừng nào nó sôi ột lên á là mình mới
đẩy nó lên cái. Đó, nó sôi rồi nè. Giờ thì là nó sôi rồi bọc lên cái mình quậy nó lên một cái. Thấy không? Đó, nó sôi rồi đó. Đó, nó sôi vậy nè, mình mới quậy nè. À, cái luật trong đạo á, là không có được đổ nước sôi dưới đất. Là nó có cái miếng này thì mình em phải đổ vô cái dây đó, cái gì thấy không? À, đang sôi vậy mà để đổ đất nó chết di trùng, mình vô cớ mình cũng mang cái tội nữa. Cho nên không có được đổ nước sôi dưới đất. Đó. Đâu tôi gọt ẩu nó còn miếng da. Ẩu nè, gọt ẩu nó còn miếng da. Ok đi. Đó. Bữa nay là ăn canh phê mỡ với ăn dưa này nè, các chị coi nè. Đâu rồi? Dưa tôi đâu rồi? Ủa? Ở đây. Ăn canh phê mỡ nè. Dưa leo hả? Lấy dưa. Mua 4 trái dưa về lấy cái hộp ra sắt à, sắt rồi cái để muối vô mình để cho nó ra nước, mình dắt cho thiệt khô thắng vậy thôi, thắng nước tương nước đường rồi. Đang canh phê mỡ với cái này được rồi, ăn chay mà. À, bây giờ tôi cắt vị tôi niêm nha, tôi không cần niêm. Tại sao tôi không cần niêm? Là vì hồi nãy á, cái trong cái phai mỡ á, phai lăng á, mình đã niêm rồi nè. Đó, rồi một hồi mình chỉ bỏ vô thôi, chờ cái này mình nghĩ nó gần chín, nó coi như là nó chín rồi đó. Thì mình bỏ vô, thì tôi nghĩ này nó cũng sắp chín rồi, vì hồi nãy mình luộc sơ thôi. Chứ nếu mình luộc mà chín luôn á, thì mình không cái nữa, mà nãy mình luộc sơ thôi, biết không? Đó. Bây giờ nó sắp chín rồi, đó, bây giờ sắp chín rồi mình có thể mình để phai mỡ vô nha. Để phải mở vô để thôi nó trào. Đúng là phải có tàu hũ nghe quý vị nha, mà tại vì mình không có mua tàu hũ rồi thôi. Có ngoài đời các vị thì bỏ gì đó, tép hay tôm gì đó. Hà tiện cái tô nó còn dính chút phê mỡ là tráng đó. Quý lắm, bên đây mấy củ phê nó quý lắm. Nhất là mùa này nữa. Đó, thành ra một nồi canh phê mỡ. Thấy chưa? Nó chờ cho nó bây giờ nó khi mà nó sôi phần là nó chín rồi đó, thì bắt đầu mình để miếng tiêu vô. Mình nói theo kiểu ăn chay thôi, tôi không nói theo kiểu ăn mặn. Còn ngoài đời ăn mặn thì có gì để tỏi để gì đó, thằng tôi thì ăn chay, tôi không có ăn tỏi được. Bây giờ mình để miếng tiêu vô. Đấy là để mình để dằn nha, rồi một hồi mình múc ra tô á, mình để trên chút tiêu nhuyễn nữa, còn đây mình để dằn cho nó cay cay. Cái mùa này nó lạnh, nó phải cần ăn cay cay đó. Nó hơi đặc rồi. Nó hơi đặc mà thôi kệ đi, tại có 2-3 người à, ăn nồi nhỏ này thôi, nó hơi đặc. Chứ giờ đúng rồi, nãy mình để phân nửa phải sọ đó thôi, nhưng mà tại nó muốn hư rồi cho nên nấu hết. Trời mưa buồn lắm không em. Cái là mưa nó ớt chết cha, ướt cái chổi rồi, ướt cái chổi rồi. Trời mưa
Đó. Từng giọt mưa từ nơi mái nhà nhỉu xuống. Đó nè, tôi dọn vườn nè, ngày tôi dọn chút vậy là các vị thấy sạch không? Cái bây giờ tôi căng dây, tôi cuốc đất lên, tôi đắp bờ lên, sang năm cái là mình sẵn đó, mình gieo cái mình trồng thôi, chứ hỏi làm biếng giờ để đất nó dẻ rồi sang năm làm cực lắm. Cái gì cũng vậy, mình mỗi ngày mình làm chút 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 vậy đó, nguyên phỉnh đất về chứ sang năm kiếm được mấy ngàn đô đấy á nghe. Đó, cái chỗ đó tại vì tôi trinh không nổi, hôm qua tôi kéo cái chậu rau rau đắng tôi kéo không nổi bự quá, cho nên tôi phải úp lại đó đó để có ai lại tôi mượn phụ đẩy vô trong đó, tôi xới từ 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 vậy đó. Còn hai cái chỗ trắng trắng là cái ớt à, tôi đậy thử coi, người ta nói ớt đậy lại tới mùa nóng nó ra lá là cái có không, mình cũng nghiệm vậy đó mà đó. Cái vàng này sang năm là tôi sẽ trồng khổ qua. Khổ qua ta ăn cái trị bệnh mà nó có tiền nữa. Còn mà trồng trồng mướp, trồng phía bên kia mướp bán có 1 đồng 1 phao à, mướp với bầu rẻ lắm. Tháng năm tôi trồng khổ qua nguyên cái vàng đó đó. Ôi đặc quá nào, canh phải mở tôi đặc quá. Thôi kệ đi. Rồi bây giờ mình nếu mình cần thì vớt bọt, không cần thì không vớt cũng không sao, nhưng mà không có gì nào kỹ thì phải vớt bọt. Mà bây giờ vớt bọt về là nó thất bại nè. Tại vì hồi nãy mình để tiêu vô rồi á nha. Quý vị nhớ á, tôi nhắc lại á, nếu như Phật tử thì cũng tùy cái hoàn cảnh, nhưng mà những ngày nấu đồ chay, mình là Phật tử thì đồ nóng như thế này là không được đổ dưới đất, thấy không? Đổ dưới đất nó chết vi trùng, phải đổ vô cái xin. Cái sim nước ở cái chỗ rửa chén á, hoặc là phải có cái thùng nước lạnh mình đổ vô mình pha nó, chứ mình đổ cái tà dưới đất á, là nó chết vi trùng, nếu là nói những ngày nấu chay. Còn ngoài đời thôi tôi không có can dự nhiều cái chuyện đó, nhiều khi vì cái hoàn cảnh các gì đâu có thời giờ làm. Rồi bây giờ chắc nó chín rồi đó, thôi nó chín rồi nè nghe. Bây giờ đố các chị tôi niêm thử coi, đã tôi niêm vậy vừa chưa đúng đâu, tôi không cần niêm đâu, nhưng mà tôi cũng niêm thử cho các chị coi nha. Đó trời ơi vừa luôn. Không cần, nó đâu có cần đường đâu, gì thấy không, cũng là tôi và bớt ăn đường lắm. Mai là không có thèm ngọt, chỉ có thí dụ như chè thì lâu lâu nấu phải nấu ngọt, chứ còn mà không có thèm ngọt, không bao giờ mua nước ngọt uống hết á. Rồi để sao vô là tắt lửa liền vì nó chín rồi đó, nhưng mà chắc chắn là cái nồi này chưa phải chế nước vô thêm rồi, chứ nó đặc quá thưa quý vị, đặc quá nha, đặc quá đó. Gà ôm nó thật là thơm, thấy không đó. Rồi, thôi sáng chọc cái diện chút vậy thôi nha. Bây giờ tôi phải đi lên nhà trên. Tôi chuẩn bị để mà chút xíu tụng kinh. À, dọn dẹp nữa, lư hương. Ai... Ngày hôm qua làm 10 từ hồi 4 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều thì nói ngay không có làm gì nhiều, chỉ có hồi lúc lâu chút xíu là lúc mà đi đi cho con chim nó ăn mà không có thôi đó, cho nên vậy đó. Gì con thấy chưa đó, chỗ thờ Phượng có nhiều khi tối nằm đây ngủ nè, tối hôm qua nằm đây nè, nó nằm nhìn vậy, nằm hết ngồi tới nằm ngồi thiền vậy đó đó. Sao nhỏ đâu rồi? Đã nó thấy nó tưởng đâu đi đó, đi lên này nó tưởng đâu đi, nó lật đật nó ngồi vậy, nó lọc cọc lọc cọc lọc cọc. Thôi đi nè, đi mở cửa đi nè, mở cửa đi, nó bỏ mở cửa đi nghe, nó chạy lên nè, mở cửa đi, mở cửa đi nè, đó sủa theo, đi đi đó, nghe đi nó muốn cự đó.
Đó, nó cự đó, muốn đi đó, thấy không? Đi rồi. Đi. Thôi ta đi nghe, bỏ con ở nhà nghe, ta tắt đèn hết ta đi. Tắt đèn hết ta đi. Tắt đèn hết đi. Đi không? Đi. Tắt đèn hết đi. Đi. Đi không? Lạnh chết cha rồi, nãy ra lạnh chết cha rồi, sợ rồi. Đi. Đi. Đi nè, ta đi nè. Ta đi là ta tắt đèn hết đi, lạnh chết cha rồi. Hết nhiều khi nó cũng khô nó biết mình dụ đó. Đi nè, ta đi ra ngoài nè. Đây. Trời mưa. À, coi trời mưa buồn không? Lạnh mà lại mưa nữa. Đó, tôi dọn đất từ từ đó quý, thấy không? Dọn đất từ từ cái tôi cuốc lên, có thể tôi lấy đất đó, lấy bớt cái đất nó hơi cao á. Tôi lấy bớt đất đó, đặng năm tới cái chỗ, những cái chỗ đó là sang năm là trồng ớt hết á, trồng ớt cái trồng quế hết á. Còn ở chỗ trong này là rau má, rau thơm đồ. Phía bên này là sang năm là nguyên cái vàng, là đóng nguyên cái vàng ở phía sau này nè, chỗ cái chỗ đan đó là tôi trồng bầu, trồng bí chơi. Mướp bầu bí mướp cho nên một vàng nó lòng thòng ra tới bên này luôn nè. Đó, dự tính vậy đó. Năm tới không có trồng bầu ở phía sau nữa đâu. Trồng ở trước này, cái phía bên hông về chơi. Đó, còn ở trước này là trồng ớt trồng ok, nó tưởng không, nó nghe mình ở ngoài nó chúa nè, coi nè, coi không, coi mất coi vô gì không, đã coi thấy không, muốn đi mà mày đặt vậy đó, thấy chưa đó, nó nghe từ ở ngoài nó tưởng nó bỏ nó đó. Đâu có bỏ con đâu, đâu có bỏ con đâu, đâu có bỏ. Đâu có bỏ, tao đứng trước mẹ, tao kêu tao không đi mà bị đặt à. Nghe không? Đi không? Đi ra trước kia, đi. Kêu không đi, bị đặt. Ô hổ. Đi, đi, đi. Đi. Kêu không đi mà bị đặt ở trong nhà lá sùm. Đó. Nè. Đó, đi ra đi. Đó, nó tưởng nó đi bỏ nó la chị đó. Lạnh vậy đó. Đó, ta cho lạnh chết cha. Cho lạnh thấu xương luôn. Cho lạnh cho biết thân. Nghe không? Đó, lạnh rung á, lạnh rung vậy đó mà. La. La cho được à. Lạnh thấu xương nhỏ luôn. Lạnh cho biết thân. Lạnh cho biết thân nha con nghe. Lạnh cho biết thân. Mà đòi. Không có bồng đâu. Không có bồng đâu, dơ không có bồng. Nay bữa nay là lễ ta làm lễ không có bồng. Bồng dơ quần áo không có làm lễ được. Nghe không? La sùm vậy đó. La nhói trời vậy. Muốn đã bồng đó, nay không có bồng đâu. Nó để vậy chứ mà khôn lắm, không có bao giờ tiểu trong nhà. Còn tại nhà bên bà cụ rồi, chắc bà cụ không có dẫn nó ra ngoài đường á. Bên đây không có, ngày tôi cho ra 3 lần chạy vô cỏ hà. Hiến con hen, ngỡ đâu có làm cho thầy cực đâu. Ngỡ biết chuyện mà, thấy không con? Ngỡ biết chuyện mà con ha. Ngỡ thấy trời mưa ngỡ hết hồn, biết sao mà nước đâu mà trên nó chảy xuống ha. Ngỡ run luôn. Giờ ngỡ đâu có dám chạy ra ngoài sân nữa đâu, phải không? Ngỡ không biết đâu mà tự nhiên nước ở đâu mà trên nó chảy xuống nè. Ngỡ run luôn. Đó, cho đòi đi ra đi, đòi ra cho lạnh run đi, đó. Giờ này có 1 độ Việt Nam à, giờ này lên được chút rồi.
Nó hăng, hăng đòi ra. Răng hăng đòi ra đi, đó, cho rung cho biết. Đó, mưa đó, thấy không, mưa không biết cái chuyện gì, không biết chuyện gì mà chỗ mình hay đi ra bị trời mưa gì đây. Rồi thôi đi vô ha. Giờ sư phụ dọn dọn đồ cúng ha. Dọn lư hương rồi nha. Không có kêu nữa nha. Đó, thấy không, đòi bồng đó, mà không có bồng đâu. Bữa nay có bồng, là chủ nhật nhất quá không có bồng. Bồng dơ. Rồi, thôi, vô.